game này là game đồng đội mà, nên một vị trí gánh đội thì không thể nào mà carry cả team được nếu như bốn người kia thật sự không có thực lực. Sự thành công của một đội tuyển á, là năm người phải cùng chung một chí hướng, phải coi nhau như là anh em, không chửi nhau hay là giận nhau khi mà team gặp thất bại. Tướng nào em chơi cũng được hết á, nên vấn đề chỉ là thời gian và lý do. Hồi trước thì mình có thi đấu cho team trẻ của SG, có cơ may thì được cọ sát ở giải King of C. Từ lúc đó thì mình được thầy Ly tin tưởng và cho mình lên team chính để luyện tập. Triple kill cho thanh niên 16 tuổi của Sài Gòn Joker. Anh ta tìm kiếm cú triple kill của mình. Thì cũng được một năm thì SG gặp trục trặc và giải tán. Lúc đó mình team trẻ SG thì không biết làm gì, nên cũng tụ tập với nhau và chơi với nhau, cũng nuôi hy vọng là sẽ đủ tuổi rồi đến đánh ra. Thì cũng khoảng nửa năm thì mình thấy cảm thấy là mình còn lâu quá mới đủ tuổi, nên mình không thể tiếp tục theo tụi nó được nữa. Khi mà Evos ngỏ lời mời mình qua đây để thi đấu và đợi mình đủ tuổi thì mình đã đồng ý và mình bắt đầu tham gia Evos. Những đồng đội hiện tại của mình đều là thành viên của SDG cũ, nên cũng rất là thân thiện với lại hòa đồng rất là nhanh, nên mình cảm thấy rất là thoải mái khi là đồng đội của những người đó. Sau đợt MSI thì meta có thay đổi gừng và boss rất là nhiều. Nói thẳng là vị trí của em thì lúc đó là phải kiểu chỉ chật vật tìm xem những quy tướng nào hợp với meta và hợp với bản thân em. Nhưng khi đấu ở tuần thi đấu thứ nhất thì những con tướng mà em suy nghĩ là hợp với em thì thật ra thì không hợp với em, nên thi đấu nó không có được mà dẫn đến thất bại phần lớn là do em. Đến tuần thi đấu thứ hai thì team em có tập luyện nhiều hơn và hiện tại đã tìm ra được cách giải bài toán đó, là em đã tìm ra được những quy tướng mà thuận tay của em. Trong lúc mà meta thay đổi á, thì em có xem rất là nhiều những người thi đấu rừng và hỏi những người đó, có tìm hiểu là một số vị tướng này có hợp với meta hay không. Em có thử vào đánh răng và thấy được là con tướng này có thể sử dụng được ở meta này, nên việc mà giải bài toán meta đối với em rất dễ, bởi vì tướng nào em chơi cũng được hết á, nên vấn đề chỉ là thời gian và lý do. Akino yếu máu, Akino bị sút vỡ mặt bởi Zijin. Ra thì vị tướng Lee Sin của đó là không có sự tính toán trước, mà do là em cảm giác là em thấy em chơi con Lee Sin được ở trong game đó, nên em quyết định khi đồng đội bắt chơi con Lee Sin. Lee Sin giúp tụi em có nhiều chiến thuật và có nhiều cách đánh mà phù hợp với team hơn. Khi mà Lee Sin chưa có thông dịch viên thì giao tiếp khó khăn, nên chỉ nói những câu đơn giản mà chứ không nói về chuyên môn được như bây giờ, cho nên lúc đó em không thể nhận xét được thực lực của Lee Sin ra sao. Còn hiện tại thì theo em, Lee Sin là một người huấn luyện viên giỏi và tụi em có thể tin tưởng được. Thực ra thì trong team em thì không có chuyện đem nhau hay gì, chỉ là chia sẻ anh em thôi. Em không có quan tâm cộng đồng nói gì hay gì, em chỉ quan tâm là đồng đội có tin tưởng mình nữa hay không. Thì trong đội với em thì ai em cũng thân thiết hết đó, nhưng mà em hay chơi răng với mình hơn nhiều nhất. Em với nó kiểu như chơi game hay giỡn hay vui vui, nên thích chơi răng đó. Thường thường thì ba người đó rất là ít nói, nên khi đụng răng thì rất là chán. Thà em đánh được mình thì sướng hơn. Thì đến với mùa giải này thì cũng bao nhiêu bao đội khác thôi. Thì team em vẫn quyết tâm là giành vô địch như mùa trước.
và tiến sâu vào sâu hơn nữa ở chung kết thế giới. Thì để làm được điều đó thì team em đã luyện tập chăm chỉ và tìm lối chơi của đội mình thích hợp. Ở phòng vũ Velo là Jeroz thì có Ballet hỗ trợ, còn mình thì có Hampinger hỗ trợ cho mình.